lần rao bán vẫn ế, xin giảm giá bán rẻ, nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu. Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam ngàn tỷ nằm đắp chiếu gần 15 năm, bán 3 lần mà không ai mua, khiến Bộ Công Thương phải đau đầu xử lý, trong khi số tiền đầu tư dự án này là nợ được chính phủ bảo lãnh. Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam tiến hành đấu giá dự án nhà máy bột giấy Phương Nam. Lần 1 là từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017, lần 2 là từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2017, gia hạn thêm 15 ngày, lần 3 là từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, gia hạn thêm 30 ngày. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho hay các lần tổ chức bán đấu giá trên đã không thành công do không có nhà đầu tư tham gia đấu giá. Do vậy, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên. Để xử lý những tồn tại hiện nay của dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 12.067 Văn phòng Chính phủ KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc bán đấu giá tài sản dự án nhà máy bột giấy Phương Nam. Trong đó yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam tiếp tục bán đấu giá và xử lý tài sản đấu giá không thành công của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã họp và yêu cầu Tổng Công ty Giấy Việt Nam phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án bán đấu giá và xử lý tài sản đấu giá không thành công của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Bộ Công Thương thừa nhận do hiện nay chưa có văn bản pháp lý nào của nhà nước hướng dẫn việc điều chỉnh khởi điểm để tiếp tục bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá lần đầu không thành công, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tiến hành rà soát các văn bản pháp lý của nhà nước có liên quan, đã từng có quy định cho phép điều chỉnh giá khởi điểm. Vì vậy, tháng 2 năm nay, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù tương tự cơ chế tại Nghị định 61/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong việc bán đấu giá tài sản dự án. Theo đó, khi đấu giá không thành công, cho phép giảm giá khởi điểm 10% để tiếp tục tổ chức đấu giá, số lần giảm giá tối đa không quá 2 lần. Trường hợp sau 2 lần giảm giá mà việc tổ chức bán đấu giá vẫn không thành công, đề nghị cho phép Tổng Công ty tổ chức định giá từng phần của dự án để tiếp tục tổ chức bán đấu giá dự án báo cáo Chính phủ. Bộ Công Thương hy vọng sẽ hoàn thành việc đấu giá dự án này trong năm 2018. Tính đến nay, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đã bước sang năm thứ 14 kể từ khi được duyệt dự án nhưng vẫn chưa hoàn thành. Ban đầu, dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An giao cho một đơn vị hoàn toàn xa lạ với lĩnh vực giấy làm chủ đầu tư vào năm 2003, đó là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp và vận tải Tracody. Thế nhưng, 5 năm trời Tracody không hoàn thành được nhà máy. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chủ động chuyển nhà máy về cho SCIC, Bộ Tài chính quản lý. Tiếp đó, đến năm 2009, được giao về cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam làm chủ đầu tư dự án. Sau khi tiếp nhận dự án, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là 3.409 tỷ đồng. Như vậy, tính từ khi dự án được duyệt lần đầu vào năm 2003 là 1.487 tỷ đồng, tổng mức đầu tư của dự án đã tăng gấp 2 đến 3 lần. Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam là một trong những dự án vay vốn nước ngoài được chính phủ bảo lãnh, nhưng việc dự án không thể hoàn thành đã khiến Bộ Tài chính phải đứng ra trả nợ thay. Dự án có khó khăn tài chính nên nằm đắp chiếu không trả được nợ. Các kỳ từ năm 2008 đến nay, dự án này đã phải vay tạm ứng quỹ tích lũy trả nợ với tổng số tiền lên đến 75 triệu euro và đã có nợ quá hạn với quỹ tích lũy. Lộ diện casino đầu tiên xem xét cho người Việt vào chơi. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh casino dành cho người nước ngoài và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại một điểm kinh doanh casino đặt tại Phú Quốc, Kiên Giang. Đó là hạng mục khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp bãi dài thuộc dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc.
Thời gian thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh casino là 3 năm kể từ khi dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino. Theo quy định tại luật đầu tư kinh doanh casino thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương triển khai dự án khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại Phú Quốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc. Tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép dự án của Công ty Du lịch Phú Quốc được thí điểm người Việt Nam vào chơi casino, đồng thời với quyết định chủ trương đầu tư cho phép bổ sung hoạt động kinh doanh casino nhằm góp phần giảm bớt thủ tục hành chính. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, việc cho phép thí điểm người Việt Nam vào chơi casino, một mặt góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và phát triển du lịch Phú Quốc, mặt khác điều này giúp tạo điều kiện hoàn chỉnh khung chính sách, pháp luật về kinh doanh casino. Mới đây, chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp Hồ Tràm Bà Rịa Vũng Tàu có vốn đăng ký là 4,23 tỷ USD bao gồm cả kinh doanh casino cũng có văn bản đề nghị được thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino. Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino được Chính phủ ban hành đầu năm 2017. Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định thí điểm cho người Việt Nam chơi casino, cụ thể, người Việt được chơi casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Chẳng hạn, người Việt Nam được phép vào chơi casino phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người chơi phải có đủ năng lực về tài chính để tham gia trò chơi tại điểm kinh doanh casino. Người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng trên một tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ chứng minh người chơi có đủ năng lực tài chính. Phải mua vé tham quan chơi tại địa điểm kinh doanh casino, mức vé là 1 triệu đồng trên 24 giờ liên tục trên một người hoặc 25 triệu đồng trên một tháng trên một người. Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh doanh casino. Người không được vào chơi casino là người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ 3 năm tù trở lên chưa được xóa án tích, người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù. Bắt hai giám đốc chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án nuôi bò. Một lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ BC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lương, giám đốc Công ty Tân Đại Việt, trụ sở tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Hai đối tượng Dũng và Lương bị khởi tố vì có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ luật hình sự. Lương được cơ quan điều tra cho phép tại ngoại. Trước đó, BC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lương và Dũng đã có hành vi câu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt 110 tỷ đồng khi thực hiện dự án trại chăn nuôi Bình Hà. Dự án đầu voi đuôi chuột, dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà liên doanh tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với Công ty Cổ phần An Phú Bình Định được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận, chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích 2.163,5 ha ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau khi đi vào hoạt động với quy mô 254.200 con bò trên một năm,
dự án được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển chăn nuôi bò giống, bò thịt theo quy trình công nghệ cao với sản phẩm bò thịt chất lượng phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, sau 3 năm đi vào hoạt động, trại bò Bình Hà bộc lộ rõ một siêu dự án đầu voi đuôi chuột. Mỗi năm, quy mô bình quân đàn bò chỉ đạt gần 15.000 con bò trên một năm, bằng 6% so với quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Từ tháng 6 năm 2017 đến nay, công ty không nhập thêm bò, do đó tổng đàn bò hiện nay là rất ít. Không những lượng bò giảm, các hạng mục về bảo vệ môi trường được công ty Bình Hà xây dựng không đúng cam kết đã được phê duyệt. Phân bò rơi trực tiếp trên nền đất, không có lót chống thấm, hố chôn bò chết sơ sài, không có rắc vôi khử trùng hay hiện tượng giếng nước của người dân, khu vực lân cận đổi màu có mùi tanh khiến người dân bức xúc thời gian dài.